Cung nguyệt nước Tần có rất nhiều thú lạ của Tây vực, vật lạ chưa từng thấy ở Trung Nguyên. Đêm khuya chúng gào thét không ngừng, khiến người trong cung sợ đến nỗi không dám ngủ, cố chịu đến khi trời sáng mới dám chợp mắt. Người cũng từng nghe sao? Chỉ nghe nói, xem ra là lời đồn. Xem ra thú lạ Tây vực cũng là giả. Con cháu hôm đó làm phu nhân hoảng sợ, chính là thần quyền Tây vực, quý giá như vàng bạc châu báu, nhìn có vẻ rất hung dữ, nhưng được nuông chiều như con chim sẻ, nên khi chuyển đến Trung Nguyên thì không thể sống được. Nhắc đến con vật đó, nó thật sự là kẻ mai mối cho ta và chúa công. Nếu không phải nó đột nhiên chạy ra, ta cũng không biết khi nào mới gặp được chúa công. Công tử, thần thiếp bái kiến phu nhân. Cũng may cô nhanh tay, nếu không hôm nay Đãng Nhi lại khóc lóc không ngừng. Ra ta bế nào. Thường ngày Đãng Nhi sợ người lạ, chúa công rất muốn bế mà nó cũng không chịu. Không ngờ hôm nay nó lại gần gũi với cô. Vậy sao? Ngoan quá. Công tử nặng thật. Công tử ngoan quá. 3 tuổi rồi mà vẫn chưa biết nói. Mẹ. Đãng Nhi, vừa rồi con nói gì vậy? Mẹ. Nó gọi ta là mẹ. Tốt quá. Mau đi nói với chúa công. Mau đi nói với chúa công. Tốt quá. Ta vừa bế, nó đã biết gọi mẹ rồi. Phu nhân, chúng ta có đến hậu viện nữa không? Vừa rồi nghe công tử gọi mẹ, ta thấy hơi mơ màng. Ta nhớ con ta quá. Bẩm phu nhân, sứ thần nước Sở xin gặp. Sứ thần nước Sở gặp ta làm gì? Sứ thần nói đem một số đặc sản tơ lụa nước Sở đến dâng cho phu nhân. Con người một khi được thế, 8 xảo tre đánh không trúng, xảo thứ 9 thì đã đánh trúng. Phu nhân, không phải phu nhân nhớ mễ mễ thị tông thân sao? Sao không nhân cơ hội này hỏi thăm sứ thần? Được, gọi ông ấy vào đây. Dạ. Tệ thần bái kiến phu nhân. Ừ, miễn lễ. Đúng là rộng rãi. Tơ lụa đồ sứ như thế này tận cung cũng không ít. Phu nhân vì liên minh hai nước phải rời xa cố hương, mỗi lần đại vương nghĩ đến đều có sự cảm khái. Những món vật này cũng không phải là thứ quý hiếm, chỉ là có từ nước Sở dâng cho phu nhân để giải nỗi sầu nhớ quê. Làm sao sứ thần biết ta có nỗi sầu nhớ quê? Rời xa cố hương, nhớ về quê nhà, đó là chuyện thường tình. Nước Tần rất tốt, ta không có nỗi sầu. Tệ thần được biết Tần vương rất tốt với phu nhân, quan tâm yêu thương hết mực. Vua ta cũng thấy vui vẻ. Sở vương thật rảnh rỗi, chuyện này cũng quan tâm. Phu nhân có thể giành được sự sủng ái ở nước Tần, chứng tỏ Tần vương coi trọng mối quan hệ giữa Tần và Sở. Vua tôi cũng hy vọng phu nhân sẽ nói nhiều lời tốt đẹp trước mặt Tần vương. Ta có thể nói gì? Gần đây nước Tần và Ngụy Hàn bang giao mật thiết, Tần vương lại muốn xưng vương. Vua tôi rất lo lắng. Vua ta xưng vương, vua ông lo lắng cái gì? Tần vương xưng vương liên minh với Ngụy Hàn, e là có ý đồ với thiên hạ. Mới xưng vương đã có ý đồ với thiên hạ, vậy biết bao nhiêu người xưng vương, sao không thấy thiên hạ thuộc về nước nào? Vua tôi hy vọng Tần vương hiểu Sở Tần liên minh là bảo đảm Tần không bị nước khác quấy rối. Tần không thể dùng trong việc tham lợi. Ta sẽ nói những lời này với chúa công. Một lời của phu nhân hơn vạn lời của tệ thần. Chúa công sủng ái ta thì ta phải hầu hạ cẩn thận,
để tránh thất sủng bị đẩy vào lãnh cung. Sứ thần không thể hiểu nỗi khổ của ta ở tần cung, ngược lại còn bắt ta nói những lời này với chúa công, khác nào là hại ta. Phu nhân thân là thảo dân, được vào tần cung hoàn toàn là do một tay lệnh Doãn đại nhân sắp xếp. Như này nước Sở có chuyện cần nhờ vả, phu nhân không nên quên ân huệ của lệnh Doãn đại nhân. Lời này của sứ thần ta nghe hiểu rồi. Ta quả biến thành phượng hoàng phải không? Hơn nữa đều phải nhờ cậy lão thất phu chiêu dương. Ông nhớ cho kỹ, ta vào tần cung hoàn toàn là vì Trương Nhi không quên lời hứa, không liên quan chút gì đến lão thất phu chiêu dương đáng ghét đó. Phu nhân nói quá lời rồi. Nói quá? Ông có tin ta sẽ lập tức gọi thị vệ đôi ông ra ngoài chém đầu không? Phu nhân không có ý cống hiến cho nước nhà, tệ thần không miễn cưỡng. Nhưng mà phu nhân đã biết rõ vị tiểu hoàng tử còn ở nước Sở. Người định uy hiếp ta? Tệ thần không dám. Hôm nay tâm trạng phu nhân không tốt, ông tạm lui ra đi. Tệ thần cáo lui. Sở vương ở Xính Đô uống nhầm thuốc hay sao vậy? Hai nước hôn minh luôn có tiền lệ chiếu cố nước nhà. Phu nhân đến từ nước Ngụy, phu nhân đến từ nước Hàn cũng đều có khuyên can chúa công lợi cho đất nước mình. Bởi vì họ đều biết, nếu như nước nhà và nước Tần căng nhau, người chịu xung đột đầu tiên lại chính là bản thân mình. Vậy sao? Tiếc quá, ta không phải là họ, ta chính là ta. Ta đã gả vào Tần cung rồi thì phải luôn luôn nghĩ cho nước Tần. Nếu nước Tần bị hãm hại, hai chúng ta cũng không có lợi gì đâu. Còn muốn ta trở về Vân Mộng Trạch trẻ củi trong ngựa ăn? Điên rồi, điên hết rồi. Hơn nữa, bây giờ chúa công đã tha thứ chuyện của nha tử rồi. Đây là sự may mắn. Bất luận thế nào, phu nhân cũng phải nhớ, người đến từ nước Sở. Người cũng phải nhớ kỹ, chúa công không hề thích đàn bà can chính. Sở vương cho rằng quân vương trong thiên hạ đều giống ông ta, nghe theo sắp đặt của Trịnh Phi. Ta nói cho người biết, sau này sở thần sứ thần gì đó hoặc là công tử nước Sở trú tại Tần đều không được vào cung. Có chuyện gì thì tự mình đi nói với chúa công. Có cái gì muốn dâng tặng, người cứ nhận là được. Dạ. Việc sứ thần xin gặp có liên quan đến ngươi. Là ngươi đưa ông ta đến phải không? Hạng Văn, bao nhiêu năm nay ta đoán được tại sao ngươi theo ta vào Tần. Ta dung nạp ngươi, không tố giác ngươi, hoàn toàn là vì lúc trước ngươi chăm sóc cho mẹ con ta. Nhưng mà chuyện hôm nay không được có lần thứ hai nữa. Phu nhân, có phải phu nhân muốn nghỉ ngơi không? Nô tỳ hầu hạ phu nhân. Nghe nói sứ thần nước Sở còn ở nước Tần. Sứ thần phải đợi đến hết đại lễ mới được về nước. Phu nhân muốn gọi ông ấy à? Thôi bỏ đi. Chúa công. Chúa công đến. Thần thiếp bái kiến chúa công. Đứng yên. Ngồi đi. Tại sao lại khóc?
Thần thiếp nhàn rỗi vô vị, đừng nghĩ đến một số chuyện trước đây. Nhưng mà chúa công đã đến, thần thiếp đỡ nhiều rồi. Nàng nói dối, nhìn thoáng qua đã biết rồi. Làm gì có ai giống như Trương Nghi, nói dối không chớp mắt. Bình luận về tướng quốc như vậy là mạo phạm đấy. Thiếp nói tướng quốc đấy, tướng quốc dám nói lại nửa lời sao? Trở lại vấn đề, tại sao nàng lại muốn... Quả nhân nghe nói mấy ngày trước nàng đã gặp sứ thần nước Sở. Bẩm chúa công, sứ thần xin gặp là để tặng đặc sản nước Sở cho phu nhân. Phải. Quả nhân nói chuyện với phu nhân, ai dám xen vào? Nàng nhớ nơi xưa hay là nhớ người xưa? Thì ra chúa công cũng biết ăn giấm. Là sao? Giấm là chua mà. Ở nước Sở, nếu như nói nam nữ chua chua, có chuyện không muốn nói thẳng, nhưng trong lòng lại thấy bứt rứt, là ghen. Nhưng mà thông thường đều là con gái ghen, con trai ít như vậy lắm. Chúa công ghen với thần thiếp, chứng tỏ trong lòng chúa công có thiếp. Quả nhân không biết ăn giấm, ngoài lúc ăn mì thôi. Câu này có nghĩa là sao? Thế gian có trăm vị, đời người ngắn ngủi, ăn được hai vị là đủ. Là hai vị nào? Đắng và ngọt. Ai cướp vị ngọt của quả nhân thì quả nhân sẽ cho hắn nếm vị đắng. Chúa công làm cho thần thiếp sợ quá. Gan nàng lớn, không dọa được. Chúa công, nhìn thần thiếp đi. Thần thiếp và nghĩa cử hãi không cần dính líu gì. Có điều đứa con đó dù sao thiếp cũng là mẹ nó. Cho ta không được lười đứng, kẻ nào lười phạt theo quân pháp. Nhớ kỹ, phải lấy máu tươi kẻ thù. Bái kiến đại vương. Sứ thần giờ đến có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám, chỉ báo một tin cho đại vương biết. Tần vương sẽ hành lạc tại Long Môn, tiếp kiến thủ lĩnh bộ lạc Thảo Nguyên. Lại muốn xưng vương? Sứ thần, ông từ nơi xa đến đây chỉ để báo tin này sao? Nước Sở sợ nghĩa cử vương quên mất mối thù giết cha với nước Tần, nên phái tệ thần đến để nhắc nhở. Mối thủ giết cha ta khắc cốt ghi tâm, không cần nước Sở nhắc nhở. Tần vương sắp sửa đến trước cửa nhà của đại vương rồi. Đây thật sự là thời cơ trả mối thâm thù. Khi nào trả thù, không cần nước Sở các người đến dạy vua ta. Vậy thì tệ thần xin hỏi, đại vương đã quên tiểu hoàng tử còn ở nước Sở? Mẹ của tiểu hoàng tử thì đang ở nước Tần, bị đẩy vào lãnh cung chịu mọi uất nhục. Đại vương cũng quên rồi sao? Ông là sứ thần của nước Sở mà lại dùng thủ đoạn xúi dục đe dọa như vậy, không cảm thấy đê tiện? Chuyện của bang giao trước giờ bất chấp thủ đoạn, làm gì có chuyện đê tiện chứ.
Nếu thật sự nói đến đê tiện, đại vương cố gắng suy nghĩ lại. Phu nhân của mình bị nước Tần bắt, phụ vương của mình bị nước Tần giết. Thử hỏi, Nam Nhi khí phách nào chịu được nỗi nhục này? Mối thù với nước Tần, ta nhất định sẽ trả. Nỗi nhục với nước Sở, ta cũng sẽ không quên. Nước Sở giúp đại vương phục quốc, chứ không phải đào tạo ra một nghĩa cử vương căm thù nước Sở. Vậy cũng đừng đào tạo ra một đù nhìn, mặc cho nước Sở các ngươi sắp đặt. Ngươi là ai? Ta nói chuyện với đại vương, ngươi đừng xen vào gây rối. Ông, đây là vương đệ của bản vương, giám quốc đại thần nước nghĩa cử tương. Đắc tội. Vừa rồi, lời của giám quốc đại thần nghĩa cử là muốn hủy bỏ minh ước với nước Sở sao? Vậy thì sao? Nước Sở các ông thù Tần, năm lần bảy lượt ép nghĩa cử ta ra quân. Đây là minh ước quỷ quái gì? Chỉ đợi nghĩa cử ra tay, nước Sở lập tức ra quân, hô ứng lẫn nhau. Đem người nghĩa cử chúng tôi ra làm bia thịt người à? Nước Sở các người tính toán hay thật đấy. Nếu như nghĩa cử trả lời như vậy, tệ thần không còn gì nữa. Vậy thì lui ra đi. Ngươi nghĩa cử hái to gan, danh tính đại vương này để ngươi gọi sao? Người đâu, đuổi ra ngoài. Đại vương, ngài không sợ đắc tội với nước Sở sao? Vì nói với đại vương của ngươi, còn lệnh Doãn đại nhân chiêu dương nữa. Trong vòng một tuần, nghĩa cử sẽ giấy binh Nam Hạ, rồi đến tận nhà đắc tội với nước Sở, cả người sẽ phải hối hận. Định đến Long Môn. Sao đột nhiên đại vương lại muốn đến Long Môn? Ô thị và Xích Địch đều muốn ra tay trong lạc tế lần này. Đại vương vẫn nghe theo sự xúi dục của nước Sở. Nghĩa cử binh lược lương ít, không thể khai chiến với nước Tần. Năm ngoái, năm thành của nghĩa cử bị nước Tần chiếm hết, rồi đóng quân chỗ hiểm yếu, chính là đề phòng nghĩa cử đột kích. Ta không đem theo binh và thị vệ là được. Tại sao đại vương phải như vậy? Ta muốn gặp mễ nha đầu của ta, chính là sợ nữ đó, không sai. Lúc trước cha đệ vì muốn khuyên ta, nhưng lại bị ta giết. Bây giờ nghĩ lại, đau xót vô cùng. Tương à, nếu lần này ta không trở về, đất nước này là của đệ. Đại vương, nghĩa cử tương thả mang tội bị giết cũng không để đại vương đến Long Môn. Đệ nhìn ta đi, có giống một quốc quân có thể dẫn dắt người nghĩa cử đánh lại quân Tần khôi phục Giang Sơn không? Trên thảo nguyên này không có minh quân kiêu dũng giống như đại vương. Ta thấy đệ được, nước này giao cho đệ thì ta yên tâm. Biết có ngày này thần nên ra tay. Nói vậy là sao? Đêm đó đại vương phát hiện kiếm ngắn giấu trong người chính là dùng để hành thích. Thần nuôi chuột quan chức trốn trong lều của đại vương chính là để đợi thời cơ trả thù cho cha. Tại sao đệ trần trừ không chịu ra tay? Mỗi ngày thấy đại vương uống rượu, ăn thịt, mỹ nhân hầu hạ, chỉ thầm hôn quân. Nhưng lại nhiều lần thấy đại vương khóc thảm thương. Thần nghĩ chắc là nỗi đau cốt nhục có lòng phấn chấn, cho nên thần không ra tay. Sau đó đại vương cho thần chức cao,
lại ban quyền lớn. Tảng Kiến Thần cảm thấy đại vương là một minh quân thống chính cường quân rửa đục cho nước. Đệ nhìn lầm rồi. Cha đệ cũng nhìn lầm rồi. Ta sống ở nước Sở rất tốt. Ta chỉ muốn ở bên Mễ Nha đầu của ta. Nhưng cha đệ lại đưa ta về nghĩa cử. Thần xin đại vương suy xét, tuyệt đối không được rời đất nước. Nếu đại vương nhất quyết phải đi, thần sẽ đi cùng. Đi hết, tất cả đi hết thì nước này giao cho anh. Thần mặc kệ. Cái gì? Vậy không phải đệ giống như ta sao? Bỏ bê quốc chính. Đại vương, Tương à, ta không sao đâu. Đệ đừng khuyên ta nữa. Ở nhà cố gắng luyện binh. Đại vương, lần này đại vương đi, nếu có mệnh hệ gì, nghĩa cử thả mất nước cũng phải liều trận sống chết với Tần. Đại nhân hạ cố đến đây không kịp đón tiếp, xin tha tội, xin tha tội. Vật phẩm cần cho đại lễ chuẩn bị thế nào rồi? Đầy đủ hết rồi. Chuyện tiểu nhân làm, tướng quốc có thể an tâm. Cũng phải. Tiểu nhân còn phải cảm ơn tướng quốc. Vụ buôn bán lớn như vậy, tướng quốc giao cho tiểu nhân đảm trách. Tạ ơn tướng quốc, tạ ơn tướng quốc. Không cần như vậy. Y úy, ông cũng không phải lần đầu tiên nhận vụ mua bán lớn như vậy. Không cần phải quá kích động. Làm việc cho nước Tần không giống với các nước khác. Có gì không giống? Thứ dùng trong lễ xưng vương của Tần Vương, chuyện tướng Tần đích thân hạ lệnh, tiểu nhân không dám sơ sài chút nào. Nếu không, chữ hàm của Tấn Hàm Công này tiểu nhân phải xóa bỏ. Thành Hàm Dương tiểu nhân cũng không thể ở được nữa. Nào nào, đại nhân, mời. 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 Những vật đó được chọn lựa kỹ càng từ các nước và do tiểu nhân đích thân chọn lựa kiểm hàng. Còn có tuấn mã của Khuyển Nhung. Bên này còn có mâm sơn mài của nước Sở, tơ lụa của Ngô Việt, yên chi của vùng Bắc. Không có thứ nào không phải vận giúp cho nước Tần nở mặt. Ông kéo tôi vào đây là để nghe ông kể công à? Không dám, không dám. Tướng quốc, tiểu nhân cũng chuẩn bị một ít trong ngày, nhưng không biết đem đến đâu, nên phải hỏi ý tướng quốc trước. Có ai làm như vậy không? Trước mặt mọi người mà hối lộ ta, hủy hoại ta à? Người này chỉ là một người làm trong tiệm thôi. Này, ngươi đứng đó làm gì? Mau đi làm việc khác đi. Y lý, người làm trong tiệm à? Nhất đại quốc sĩ lừng danh thiên hạ mà đang làm việc cho ông sao? Tiên sinh vào Tần, tại sao lại không cho hay tin trước? Cái tên này, tiên sinh. Vị tiên sinh này đến ở trọ, nói lộ phí đã tiêu hết, bằng lòng rửa bát cơm dọn để trừ tiền phòng. Tấn Hàm Cư, khí thế thật đấy. Nhất đại danh sĩ hạ mình làm người ở, cao lưng lau giỏ. Chuyện này nếu đồn ra ngoài, ý ý ông sẽ nở mày nở mặt. Không dám, không dám. Mặt mũi của nước Tần sẽ mất hết. Tiên sinh theo Trương Nghi tìm nơi dừng chân khác đi.
đã trả gần hết số nợ rồi. Vài ngày tới phải rời khỏi Hàm Dương. Tiên sinh đừng nói nữa. Nói nữa tướng quốc sẽ trách tội tôi. Tướng quốc, ngài yên tâm, tiên sinh sẽ tiếp tục ở lại đây. Tiểu nhân sẽ không lấy quan tiền nào sầu hạ ngày ba bữa. Chỗ này không phải chỗ để tiên sinh ở. Tướng quốc nói gì vậy? Tấn Hàm Cư này làm sao? Tần Vương cũng từng ở, tại sao tiên sinh không thể ở? Là nơi tử sắc xa xỉ. Tiên sinh cao khiết, làm sao nhìn cho được? Tướng quốc, đáng thức, tướng quốc đâu có nói vậy. Tiên sinh, tại hạ có một nơi yên tĩnh. Tiên sinh rời bước. Người đâu? Giúp tiên sinh thu dọn hành trang. Hộ tống tiên sinh đến quán trọ Huyên Tô. Nói với trưởng quỹ của hạ chú. Dạ. Tướng quốc, ngài khéo buôn bán hơn tiểu nhân rồi. Lại đưa đến quán trọ Huyên Tô nữa. Không được sao? Được thì được, nhưng hơi mệt mỏi, không hợp với thân phận tướng quốc của ngài. Hay là ngài hãy cưới Huyên cô nương về nhà hầu hạ cho thật tốt. Tội gì để người ta mở quán trọ ngày đêm cực khổ mà lời lãi cũng không được bao nhiêu. Thực sự ta cũng có ý này, nhưng người ta không nhận tình cảm này. Tiên sinh, mời. Ở Tấn Hàm Cư rất tốt. Tiên sinh đừng khách sáo nữa. Tiến tiên sinh. Tiên sinh, mời. Tiên sinh đi thong thả. Ý quý, ông thật to gan. Tướng quốc, ngài nói gì vậy? Những người kinh thương gan nhỏ như thỏ đế, làm sao có người to gan chứ? Cấu kết nước Tề, yểm trợ mật thám vào Tần, đầu có dám mất mà gan không lớn sao? Tướng quốc, oan quá. Sứ thần nước khác vào Tần, trước tiên phải báo với triều đường, rồi vào điện diện thánh. Trần Trần khách khanh nước Tề, chẳng lẽ ông không biết? Lộ phí tiêu hết làm việc trừ nợ, thủ phú thiên hạ, danh vĩ thiên hạ, chỉ vài lý lẽ đã méo mó như vậy. Tướng quốc tha tội. Tiểu nhân nói cho ngài biết, lần này tiểu nhân đến nước Tề mua hàng, bị Tề Vương bắt giữ. Ông ấy uy hiếp tiểu nhân, bắt tạo thuận tiện cho Trần Trần vào Tần. Hắn đến làm gì? Hắn nói nước Tần hành lạc tại Long Môn, không biết là có ý gì. Đặc biệt phái Trần Trần đến thăm dò. Hôm nay mời tướng quốc đến đây cũng là chủ ý của Trần Trần. Hắn nói là muốn thăm dò chút tin tức từ miệng ngài. Ý quý, nếu còn chuyện gì giấu giếm ta, ta sẽ không bảo vệ ông được đâu. Tướng quốc, tiểu nhân chỉ là giả giấy thông hành, tiện cho Trần Trần vào thành, không còn gì khác nữa. Nội điều này ông đã có thể bị mất đầu. Tướng quốc không nói thì không ai biết. Nếu như Trần Trần đồng ý ở lại thì ông không sao. Nếu như hắn không chịu thì ông chuẩn bị tạ thế đi. Tướng quốc, chỉ là chuyện còn con thôi, ngài đừng dọa tiểu nhân. Chỉ là chuyện còn con. Hôm nào ta tặng ông bộ luật Tần, từ từ mà xem. Tiên sinh mau ngồi đi, đừng đứng như vậy. Mau ngồi đi. Cảm ơn. Ngồi đi. Ngồi đi. Mời ngồi. Mau mời tiên sinh ngồi. Mời. Ngồi đi Trần tiên sinh. Vị tiên sinh này phải canh giữ chặt chẽ, đừng để chạy mất. Tiểu nhân hiểu rồi, giống như hồi trước canh giữ đại nhân vậy. Canh giữ hắn. Nói cái gì vậy? Đại nhân tha tội. Chúa công, Trần Trần tiên sinh, nghe đại danh đã lâu, không hẹn mà gặp ở Hàm Dương. Thảo dân Trần Trần đã ơn chúa công dành thời giờ triệu kiến, vốn vội vàng mà đến, chọn niềm vui mà đi, không dám quấy rầy Tần quân. Nhưng nay tướng quốc có lòng khó từ chối, thảo dân vừa mừng vừa lo. Tiên sinh đã vào Tần thì ở lãnh nước Tần thêm một thời gian, đi dạo chung quanh xung xa. Nước Tần mến tài trọng tài, tiên sinh đừng ngại chọn một chức vị để phát triển trí lớn. Nói câu thật lòng, Trần Trần vốn có ý làm việc cho Tần,
Nhưng mà tai nghe mắt thấy chính của tướng quốc nên không còn hứng thú. Xin chỉ giáo. Tướng quốc từng nói, biết mà không nói là bất trung. Làm kẻ nhân thần có lời lợi cho nước mà không can gián quốc quân không phải trung thần. Nước Tần mới hành lạm là phỏng theo chu lễ, theo chính đạo vốn là chuyện tốt. Nhưng tướng quốc tâu thỉnh xưng vương vì chạy theo hư danh của Tần Vương mà không quan tâm phản tăng, dẫn đến thủ địch của các nước. Đây là chiến quốc, thiên hạ đều là chiến quốc, nên tồn tại ở sự hy vọng người chết ta sống. Nước Tần xưng vương không có ý gây thù, cũng không đòi hỏi sự bày tỏ tốt của nước khác, chỉ cần xứng với vương hiệu này là xứng đáng đội vương quán, mặc kệ nước khác tính toán thế nào. Nếu là vậy, tại sao còn cưỡng bức Hàn Ngụy xưng vương? Trần tiên sinh, người đâu? Ban tỏa. Ngồi, ngồi. Với Ngụy Hàn là nước láng giềng của nước Tần, có hận xưa, từng động binh đao. Quả nhân đã mệt mỏi vì phân tranh rồi, chỉ mong hòa thuận với nhau, cho nên chủ động tỏ ý tốt mời xưng vương. Đâu có ý ép buộc. Hơn nữa, nước Tần nhỏ yếu, đâu dám dùng mạnh. Tần Vương nói vậy, e là không lừa được người. Tần có dã tâm thôn tính thiên hạ từ lâu, nhưng cũng biết không thể dựa vào sức một nước mà diệt một nước. Không phải là không thể, thật sự là không được. Nếu Tề thôn tính Yên, Tam Tấn ắt sẽ đánh. Nếu Sở chiếm Ba Thục, nước Tề sẽ không ngồi nhìn. Tương tự, Tần cũng không diệt được Ngụy Hàn, bởi vì Tề Sở sẽ không quanh tay. Cho nên Tần quân mới có buổi lễ xưng vương này. Không thể xâm chiếm nên muốn lấn chiếm. Nước Hổ Sói cũng biết mối họa ăn như hùm đổ. Quả nhân rất ghét ai nói nước Hổ Sói. Được nghe tiên sinh có tài, lại khiêm tốn với người. Có mỹ danh nhân nghĩa quân tử, tại sao lại ở đây buông lời rằng bậy? Có phải là vì tôi tiến cử làm cho Tần, cho nên dùng lời độc ác, cố tình khiến chúa công căm ghét mà bỏ không dùng? Nhân tài vào Tần, Tần nhất định hứa trao vị cao và bổng lộc hậu hĩnh. Nhưng nếu đúng như tướng quốc nói, tiên sinh không có ý làm cho Tần, thì quả nhân không miễn cưỡng. Thành Hàm Dương này mỗi ngày có vô số danh sĩ vào Tần, vô số danh sĩ rời Tần. Tới lui tùy ý. Thảo dân, cáo từ. Chúa công bớt giận. Thứ lỗi thần kiến cử sai. Trần Trần thật sự có tài, quả nhân nhất định sẽ dùng. Sao lại nói vậy? Trần Trần tiên sinh, những lời vừa rồi trách Tần vô đạo. Không phải vô lý, thao thao bất tuyệt, không thiếu nhận xét. Hắn đến Tần cũng chưa lâu phải không? Dạ. Thì đã nắm rõ tường tận kế sách bang giao chính sự của nước Tần. Các nước đối đầu với nhau, nước mạnh muốn mạnh sẽ khiến nước yếu càng yếu. Nước yếu muốn mạnh nhất định liên tục chống mạnh. Điều hắn nói chính là đạo lý này. Quả nhân gặp không ít danh
danh sĩ, nhưng người có thể phân tích thiên hạ thấu đáo như vậy không quá ba người. Tướng Quốc là một, Tê Thủ là hai, còn lại chính là Trần Trần tiên sinh. Tề Vương chưa hiển nạp tài, không biết ngân lượng. Trần Trần là nhân quân tử, e là sẽ khó phản đề đầu hàng Ân Tần. Nhân tài như vậy, nếu giúp Tề mưu chính là mối họa lớn cho Tần. Tần Quốc thông minh, hãy nghĩ cách nào để hắn vì Tần đi một chuyến. Nước Ngụy đang vì chuyện xưng vương mà kéo dài thời gian, hay là phái Trần Trần đi sứ Ngụy Hàn giải quyết chuyện này? Đúng vậy. Nếu như Tề Vương biết gián điệp mà mình phái đi trở thành sứ thần nước Tần, sẽ có cảm tưởng gì? Như vậy mạng sống Trần Trần sẽ gặp nguy. Vậy thì càng tốt. Nước Tề muốn giết, Tần ta muốn giữ, Trần Trần sẽ buộc phải ở lại. Nếu như trong trò chơi này có chút sơ suất gì, nếu hắn thật sự bị nước Tề giết thì không liên quan đến quả nhân. Uống rồi à? Tướng quốc đại nhân, xưng hô sao vậy? Tướng quốc là tướng quốc, đại nhân là đại nhân. Tướng quốc đại nhân, văn lý không thông. Tiên sinh à, chắc là tướng quốc đại nhân đã uống nhầm thuốc rồi. Cẩn thận một chút nhé. Hôm nay làm sao vậy? Cứ nói sắp tôi mãi. Trần Trần, tôi hỏi huynh, tôi và huynh không thủ oán, tại sao lại hại tôi? Kẻ không lọt vào bắt Trần Trần, Trần Trần không thể làm hại. Những kẻ ngông cuồng tôi gặp nhiều rồi, trước mặt tôi huynh đừng giở trò này. Danh nghĩa là hạ nhân, thực chất là mật thám. Theo luật Tần, một khi bị phát hiện, giết ngay không tha. Trông như tôi mến huynh là nhân tài, tiến cử huynh gặp vua nhận chức, tại sao vừa gặp đã dùng lời ác kích chúa công? Tôi không có ý làm cho Tần, Tần quốc lại liên tục dồn ép. Đó gọi là tự mình chuốc lấy. Không có ý làm cho Tần, cũng đâu cần buông lời độc ác. Mà thôi, Trương Nghi tôi tự mình chuốc lấy. Trương Nghi tôi không biết tài. Trương Nghi tôi đề cao mình quá. Mời. Mời tiên sinh cứ đi. Mới giờ khỏi cung, giờ lại bắt đi. Khổ thay, Tô Huyền cô nương nói tiền phòng của tôi chưa trả, đành phải ở lại thêm vài ngày. Huynh đi đi, tiền phòng tôi sẽ trả. Tướng quốc có thể trượng nghĩa như vậy mà không tính lợi nhỏ. Trần Trần tạ ơn tướng Tần. Trương Nghi, để tôi đi thật sao? Đi đi. Tôi nhiều chuyện. Nếu không làm rầm rộ, cứ để huynh âm thầm trở về, cũng không gây ra nhiều rắc rối như vậy. Lâu nay Trương Nghi có thể coi cái giả giống như thật vậy. Không cần nói linh tinh. Tô Huyền cô nương cũng nói như vậy. Cô ấy nói thế nào? Tô Huyền cô nương đã miêu tả tỉ mỉ khí thế hiên ngang khi tướng quốc vào Tần một lần. Có muốn nghe Tô Huyền cô nương nói như thế nào không? Cô ấy nói sao? Bây giờ thì huynh đi đi. Tại sao phải vội vàng vậy? Trần Trần, tôi biết huynh vào Tần và thăm dò Tần giúp cho nước Tề. Tôi có lòng tiến cử huynh, cũng biết huynh sẽ không làm cho Tần. Thật lòng mà nói, chúa công muốn dùng kế phản gián để Tề Vương nghi ngờ huynh. Phản gián thế nào? Đi sứ Ngụy Hàn.
Tần quân quả là có thủ đoạn. Bỏ đi, chuyện này là do tôi mà ra. Huynh đi đi, việc còn lại tôi sẽ giải quyết. Nếu vậy thì khó cho Trương Nghi rồi. Chuyện đến nước này còn có thể làm gì nữa? Cũng may là huynh đã gặp phải tôi. Nếu là Chiêu Dương hay Điển Anh thì huynh chết rồi. Trần Trần tạ ơn Trương Nghi. Nếu tôi nhận lời đi sứ Ngụy Hàn thì sao? Mọi người nói Trương Nghi là kẻ trục lợi, bạc tình bạc nghĩa, nhưng cũng có tình thương người. Mọi người nói Tần Quân là vua hổ sói, nhưng thật sự có lòng mến tài. Tôi không làm phiền huynh, cũng không liên lụy huynh. Chuyện đi sứ Ngụy Hàn ổn thỏa, tôi mới rời Tần.